nước mắm hoàng gia, tinh hoa đất Việt, một món quà vô cùng ý nghĩa và không thể thiếu trong dịp Tết Quý Mão 2023 cho tất cả các gia đình người Việt tại Úc. Nước mắm hoàng gia đang được bán tại nhiều nhà hàng ở Sydney và Melbourne, danh sách chúng tôi đang cho chạy trên màn hình. Đặc biệt, nước mắm hoàng gia sẽ có thêm nhiều quà tặng cho những ai mua tại Bensound nhân dịp lễ hội Tết âm lịch được tổ chức vào thứ Bảy, 14 tây tháng Giêng. Trung tâm giữ trẻ Tribea Childcare chuyên giữ trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi. Sau gần 20 năm hoạt động, Tribea Childcare đã có 3 cơ sở tại Kalibel, Fairfield và Capramatta với hơn hàng chục ngàn học sinh theo học, là nơi mà hầu hết phụ huynh đều tin tưởng để gửi con em đến trường. Ngoài ra, tại Tribea Childcare còn có một đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và vô cùng kiên nhẫn trong việc chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho tất cả học sinh của trường. Tribea Childcare tự hào là trung tâm giữ trẻ đẳng cấp và toàn diện trong cộng đồng người Việt tại Sydney. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc giám đốc điều hành anh Dinh Trang qua số điện thoại 0422 400 888. Kim Hoa và Đinh Nhung rất vui khi trở lại với quý vị trong chương trình Điểm báo Thế giới ngày hôm nay, thứ Ba ngày 10 tháng 1 năm 2023. Và kính thưa quý vị khán giả, thông tin được quan tâm nhiều nhất trên toàn thế giới đó là cuộc nội loạn tại Quốc hội của Brazil trong ngày 8 tây tháng Giêng, có nghĩa là ngày hôm qua tại Brazil, mà các chuyên gia đã liên tưởng đến vụ bạo loạn tại đồi Capitol Hill diễn ra vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021, bởi vì bối cảnh diễn ra vụ bạo loạn cũng tương tự như nhau. Trong khi đó thì tại Vương quốc Anh, hồi ký của hoàng tử Harry cũng đã gây sóng gió rất là nhiều. Và trong những ngày vừa qua thì các cơ quan truyền thông trên toàn thế giới khá đã tập trung khai thác vào cuốn hồi ký này. Và do đó ngày hôm nay trong phần Điểm báo Thế giới, chúng tôi cũng sẽ sơ lược qua những điểm chính tại Brazil cũng như là tại Vương quốc Anh. Và chắc chắn là cũng không quên về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc. Vâng, thưa quý vị, đầu tiên là tin về cuộc bạo loạn tại nhà Quốc hội Brazil. Hầu hết thì các tờ báo lớn trên thế giới ngày hôm qua đều đồng loạt đưa tin về cuộc biểu tình bạo loạn tại nhà Quốc hội Brazil, khiến cho nhiều tòa nhà chính phủ bị đập phá vào ngày 8 tháng 1 vừa qua. Tổng thống Brazil Lula da Silva đã gọi vụ tấn công vào Quốc hội ở thủ đô Brasilia là man rợ và cảnh báo rằng nhiều người liên quan sẽ bị truy tìm và trừng phạt. Vụ hỗn loạn diễn ra chỉ một tuần sau khi ông Lula da Silva, thường được gọi là Lula, tuyên thệ nhậm chức tổng thống mới của Brazil hôm 1 tháng 1. Hàng ngàn phần tử cực đoan ủng hộ ông Bolsonaro, người hay được gọi là ông Trump của Brazil, quyết không chấp nhận chiến thắng sít sao của ông Lula trong cuộc bầu cử hồi tháng 10 năm 2022. Và do đó trong vài tuần qua thì họ đã cắm trại bên ngoài các căn cứ quân sự trên khắp đất nước và kêu gọi một cuộc đảo chính quân sự. Và kính thưa quý vị, cuộc đảo chính này đã thực sự diễn ra vào ngày 8 tây tháng Giêng. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát cũng đã nhanh chóng ngăn chặn được tất cả những cái sự kiện không hay tại tòa quốc hội. Và hiện nay thì tình trạng cũng trật tự cũng đã được tái lập. Mặc dù vậy thì tân tổng thống là ông Lula da Silva cũng đã ban hành nhiều biện pháp cứng rắn hơn, kể cả sắc lệnh khẩn cấp cho đến hết ngày 31 tây tháng Giêng, qua đó cho phép chính phủ liên bang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tái lập lại trật tự của thủ đô. Liên quan đến cái vụ bạo loạn lần này thì không ai không liên tưởng đến vụ bạo loạn xảy ra tại Washington DC vào ngày 6 tây tháng 1 2021, và tất cả các chuyên gia đều cho rằng chính cái vụ bạo loạn vào ngày 6 tây tháng Giêng ở Washington DC năm 2021 đã là một trong những cái nguyên nhân để người dân Brazil, là những người ủng hộ cựu tổng thống là ông Bolsonaro, bởi lý do là ông Bolsonaro cũng không chấp nhận kết quả bầu cử, tương tự như cựu tổng thống Donald Trump không chấp nhận cho kết quả bầu cử tại Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử vào năm 2021. Và tại Brazil thì họ cho rằng cần phải làm một cái điều gì đó để có thể quốc hội không công nhận kết quả bầu cử lần này và trút phế tân tổng thống, người vừa mới tuyên thệ nhậm chức vào ngày 1 tây tháng Giêng vừa qua.
Tuy nhiên, tất cả những cái bạo động hoặc là những cái toan tính của những người cực hữu, được cho là cực hữu ủng hộ cho cựu tổng thống đã không thành công. Và hiện nay thì cựu tổng thống đang có mặt tại Florida cũng đã lần đầu tiên lên tiếng về cuộc bạo loạn diễn ra tại Brazil ngày 8 tháng Giêng vừa qua. Vâng, ngay sau khi cuộc bạo loạn được kiểm soát, thì thống đốc thủ đô Brasilia, ông Rosa, cũng đã lập tức bị đình chỉ. Theo thông tin từ Tòa án Brazil, thì việc đình chỉ này sẽ diễn ra trong 90 ngày sau khi ông để xảy ra vụ bạo loạn tại tòa nhà chính quyền ở thủ đô nước này. Ngoài việc đình chỉ ông Rosa, thì thẩm phán cũng ra phán quyết yêu cầu các khu trại bên ngoài căn cứ quân sự do những người ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro dựng lên phải lập tức được dỡ bỏ trong 24 giờ cũng như dỡ bỏ phong tỏa các tuyến đường tại thủ đô. Trước đó thì Thống đốc Rosa đã đăng tải video xin lỗi về vụ đã xảy ra vụ bạo loạn này. Trong khi đó thì theo thẩm phán của tòa án tại địa phương thì họ cho rằng vụ tấn công sở dĩ được diễn ra là bởi vì có sự cho phép, thậm chí là sự tham gia trực tiếp của các quan chức là cảnh sát hoặc là quan chức tình báo, bởi nếu không có việc bật đèn xanh của những thế lực chính trị này thì cuộc bạo loạn không thể nào diễn ra. Trong khi đó tại Florida ngày hôm qua thì cựu tổng thống là ông Bolsonaro lần đầu tiên xác nhận là ông không ủng hộ những cái biện pháp biểu tình cứng rắn của nhóm người ủng hộ cho ông. Tuy nhiên ông cũng xác nhận ông không phải là người yêu cầu những người ủng hộ thực hiện cái việc bạo loạn vào ngày 8 tháng Giêng. Mặc dù vậy, những cái lời kêu ca của ông liên tục trong kể từ tháng 10 2022 là thời điểm kết thúc cuộc bầu cử tại Brazil, thì ông đã cho rằng kết quả bầu cử này có sự gian lận bởi vì kết quả rất là khích khao và ông hoàn toàn không chấp nhận kết quả. Cho đến thời điểm này, ông đã rời khỏi Brazil nhưng ông vẫn chưa tuyên bố thất cử. Vì vậy mà nhóm người ủng hộ cho ông hy vọng hành động của họ có thể thay đổi được cục diện chính trị tại Brazil. Và đó là những lời tuyên bố của ngày hôm qua. Trong khi đó, ngày hôm nay, thông tin mới nhất từ Hoa Kỳ cho biết là cựu Tổng thống Bolsonaro đã phải nhập viện. Vì lý do gì thì chưa ai công bố. Mặc dù là trật tự đã được tái lập tại thủ đô Brazil, tuy nhiên các kinh tế gia đã suy luận rằng tất cả những gì diễn ra tại Brazil chỉ trong một ngày 8 tháng Giêng vừa qua mà thôi, có thể sẽ có ảnh hưởng lâu dài đến sinh hoạt kinh tế tại quốc gia này vốn đã chịu rất nhiều tiêu cực trong những năm vừa qua. Vâng, trong khi đó thì tại Anh, căng thẳng đang bao trùm hoàng gia sau khi cuốn hồi ký của hoàng tử Harry bị rò rỉ, đến mức độ mà hoàng gia đã quyết định lập phòng chiến tranh để có thể đối phó với những cáo buộc của Harry. Phòng chiến tranh là nơi mà các thành viên và cố vấn cấp cao của hoàng gia Anh thảo luận phương án ứng phó hậu quả từ những cáo buộc mà hoàng tử Harry đưa ra. Trang tin Page Six dẫn nguồn thạo tin cho hay là các cố vấn cấp cao của hoàng gia Anh đã lập ra phòng chiến tranh để thảo luận các phương án đối phó với những hậu quả tiềm tàng từ các cuộc cáo buộc của hoàng tử Harry. Và kính thưa quý vị, phòng chiến tranh này đã được thiết lập ngay tại dinh thự Sandringham, là nơi mà các thành viên của hoàng gia Anh quốc đã tập trung để đón một cái lễ Giáng sinh đầu tiên không có mặt cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Và đây chắc chắn cũng là thông tin mà hoàng gia Anh không hề muốn công khai. Tuy nhiên trong bối cảnh này, khi mà toàn thế giới tờ báo nào cũng nhắc đến hồi ký của hoàng tử Harry, thì hoàng gia Anh không thể nào tiếp tục lặng im. Tuy vậy, nhà vua Charles đệ tam cũng theo truyền thống của nữ hoàng là không lên tiếng phản ứng và cũng không có bất cứ một lời giải thích gì. Ngược lại thì thân vương là ông William, là anh trai của hoàng tử Harry, thì đang bày tỏ một cái mong muốn là hoàng gia phải lên tiếng để xác quyết là hoàng gia không có những cái hành động hoặc là những cái suy nghĩ mang tính cách
kỳ thị chủng tộc là một trong những cái cáo buộc quan trọng nhất mà hoàng tử Harry đã đưa ra trong cuốn hồi ký, bởi vì ông cho rằng một vài thành viên trong hoàng gia đã có những cái nhìn khá là kỳ thị đối với người vợ của ông là cô hoặc là bà Meghan. Vâng, trong khi đó thì hoàng tử Harry cũng đã lên tiếng giải thích nguyên nhân ra mắt cuốn hồi ký bom tấn với nhiều chi tiết gây tranh cãi và có thể khiến quan hệ giữa anh và gia đình hoàng gia thêm căng thẳng. Trong các bài phỏng vấn quảng bá cuốn hồi ký cá nhân mang tên Spare, hoàng tử Harry giải thích là việc anh quyết định xuất bản cuốn sách là một nỗ lực để tôi có thể kể câu chuyện của mình sau 38 năm bị người khác bóp méo và xoay chuyển. Cuốn hồi ký của hoàng tử Harry đã gây xôn xao truyền thông trong thời gian qua khi anh đã đề cập tới những rạn nứt trong nội bộ gia đình hoàng gia. Và đặc biệt là trong cuốn hồi ký này đã nêu rất chi tiết những cái xích mích giữa hoàng tử Harry và người anh trai là hoàng tử William trước đây, thậm chí kể cả những lần William đã xô xát Harry bởi vì những hai người đang có quá nhiều tranh chấp. Ngoài ra thì hoàng tử Harry cũng đã cáo buộc hoàng gia Anh quốc là đã hợp tác với những tờ báo lá cải bơi móc về đời tư của cô vợ, là một trong những nhân vật mà có lẽ Harry cho rằng hoàng gia Anh không ủng hộ cho cuộc hôn nhân lần này, đặc biệt là những phân biệt chủng tộc và kỳ thị về màu da của đứa con trai của hoàng tử Harry. Đó là những cái chi tiết. Trước đây chúng ta nghĩ rằng đó là những cái chi tiết, những cái mâu thuẫn trong gia đình. Nhưng mà hiện nay thế giới lại tỏ ra rất là quan tâm, bởi vì trong lịch sử của Vương quốc Anh, đặc biệt là hơn 100 năm qua, chưa bao giờ những cái xích mích nội bộ của hoàng gia lại bị phơi bày trên báo chí một cách công khai như thế này, và đặc biệt là được công khai bởi nhân vật chính chứ không phải là bởi những cái thông tin truyền miệng từ bên ngoài. Và vì vậy mà scandal này nó có thể là nó sẽ còn duy trì rất lâu, và các tờ báo cũng phải nhân cơ hội này bơi móc thông tin để có thêm một cái nguồn lợi nhuận đáng kể. Vâng. Vâng, còn trong sinh hoạt chính trị tại Mỹ thì tân chủ tịch Hạ viện đã đối mặt với nhiều chông gai trong ngày đầu tiên. Hạ viện Mỹ đã có phiên bỏ phiếu vào ngày 9 tháng 1 nhằm thông qua gói quy tắc mới được cho là sẽ chi phối cách thức hoạt động của Quốc hội. Đa số thì những quy tắc mới này đều sẽ hạn chế quyền hạn của tân chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Và hầu hết những quy tắc mới này đều là những vấn đề mà ông McCarthy đã nhượng bộ nhằm giành được sự ủng hộ từ nhóm cánh hữu theo đường lối cứng rắn. Theo CNN, không giống như Thượng viện Mỹ, nơi các quy tắc thường được áp dụng từ nhiều năm này sang năm khác, thì Hạ viện Mỹ thông qua gói quy tắc mới cho mỗi kỳ quốc hội. Và kính thưa quý vị khán giả, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 vừa qua, thì đảng Cộng hòa của Tổng thống Joe Biden đã chiến thắng và tiếp tục nắm giữ Thượng viện, là nơi không có một cái bất ổn gì, và Chủ tịch Thượng viện vẫn tiếp tục là Phó Tổng thống Kamala Harris. Trong khi tại Hạ viện thì đảng Cộng hòa đã chiến thắng với một cái tỷ lệ rất là khích khao là 222 ghế của đảng Cộng hòa, trong khi đảng Dân chủ có 212 ghế. Sự khích khao này sẽ làm cho đảng Cộng hòa có một cái nhiệm kỳ được cho là sẽ rất khó khăn trong thời gian sắp tới, có nghĩa là kể từ nay cho đến trước khi cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2024. Đó là chúng ta đang nói giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Còn nội bộ đảng Cộng hòa thì chúng ta cũng đã biết đã có một cái sự mâu thuẫn rất là lớn lao thông qua cái cuộc bầu cử chủ tịch Hạ viện vừa qua. Và vì vậy, những ngày sắp tới của tân chủ tịch Hạ viện, ông Kevin McCarthy được cho là sẽ có rất là nhiều thách thức khi mà quyền lực trong tay vị chủ tịch này hầu như là không có bất cứ một cái dân biểu nào. Cho dù chỉ là một người bỏ phiếu bất tín nhiệm thì ông cũng có thể rời khỏi vị trí chủ tịch. Và đó là cái giá mà ông đã đánh đổi để có thể có được đủ phiếu bầu 218 phiếu để trở thành chủ tịch Hạ viện trong ngày bầu cử vừa qua sau 15 vòng đầu phiếu. Và đây chỉ là thách đố ban khởi đầu mà thôi. Những ngày tháng sắp tới sẽ là những ngày tháng mà các chuyên gia cho rằng ông Kevin McCarthy rất khó sẽ bám trụ được.
Vâng, thưa quý vị, tại Mỹ, Tổng thống Biden vừa ban bố tình trạng khẩn cấp ở California sau cơn bão khiến ít nhất 12 người chết và hơn 300.000 gia cư đang trong tình trạng bị mất điện. Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho phép cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang điều phối nỗ lực cứu trợ thiên tai và huy động những nguồn lực khẩn cấp. Trước đó, thì Thống đốc California Gavin Newsom cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở tiểu bang này, nhưng tuyên bố từ Tổng thống Biden sẽ cho phép huy động thêm nhiều nguồn lực và tài chính. Thời tiết khắc nghiệt tại California đã làm ngập nhiều tuyến đường ở phía bắc của bang. Trong khi đó, thì một cơn bão quét qua đã phá hủy bến tàu ở thành phố Santa Cruz. Và kính thưa quý vị, mặc dù đã có 12 người tử vong và hơn 300.000 hộ gia đình, có thể là 400.000 hộ gia đình hiện đang sinh sống trong hoàn cảnh tối tăm không có điện và khí hậu thì rất là lạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia về khí tượng cho rằng là điều tồi tệ nhất vẫn còn đang ở phía trước. Điều này được tuyên bố là bởi vì trong ngày hôm nay 9 Tây Tháng Giêng tại Hoa Kỳ cũng như vào ngày mai 10 Tây Tháng Giêng tại Hoa Kỳ, tiểu bang California sẽ đón một trong những cái luồng hơi ẩm dày đặc nhất từ trước đến nay. Và những cái luồng hơi ẩm dày đặc này sẽ càng tạo cho những cái cơn bão có thêm nhiều cơ hội gia tăng sức gió, và đó sẽ là một cái thời điểm vô cùng khó khăn cho toàn thể cư dân của tiểu bang California. Chính vì vậy mà hiện nay giới chức thẩm quyền đã yêu cầu nếu không có chuyện gì nghiêm trọng hoặc là khẩn cấp thì người dân không nên lái xe ra đường trong cả 2 ngày 9 Tây Tháng Giêng và 10 Tây Tháng Giêng để tránh những tai nạn có thể xảy ra. Và với lời tuyên bố khẩn cấp từ Tổng thống Joe Biden thì chắc chắn là thống đốc của tiểu bang California sẽ có thêm nhiều nguồn trợ giúp từ liên bang về vấn đề nhân lực cũng như là về vấn đề tài chính để giúp cư dân California đối phó với cơn bão lần này. Vâng, những thiệt hại về tài chính của tỷ phú công nghệ Elon Musk đã liên tục được các cơ quan truyền thông đề cập trong vài tuần qua. Thế nhưng vẫn chưa dừng lại tại đó khi mà ngày hôm nay Guinness đã xác nhận là Elon Musk là người mất tài sản cá nhân lớn nhất trong lịch sử. Nhắc lại là việc cổ phiếu Tesla lao dốc đã khiến cho Elon Musk mất gần 200 tỷ Mỹ Kim vào năm 2022 và không còn giữ danh hiệu người giàu nhất thế giới. Trong thông cáo báo chí đăng ngày 6 tháng 1, thì Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness xác nhận là Elon Musk đã phá kỷ lục mất tài sản cá nhân lớn nhất trong lịch sử. Trước đó, thì danh hiệu này thuộc về nhà sáng lập kiêm CEO SoftBank Masayoshi Son khi ông đánh mất là 58,6 tỷ US đô vào năm 2000. Theo ước tính của Forbes, thì hiện tại CEO Tesla nắm giữ khối tài sản trị giá 144,4 tỷ đô la. Và kính thưa quý vị, cũng theo tạp chí Forbes, thì thời kỳ vàng son của tỷ phú Elon Musk là vào tháng 11 năm 2021. Khi đó thì ông đang có một cái tài sản ròng ở mức là 340 tỷ đô la. Và đó cũng là thời điểm ông nắm giữ danh hiệu người đàn ông giàu nhất trên thế giới. Tuy nhiên, kể từ sau thời điểm tháng 11 2021 thì ông đã có một năm 2022 khá là tồi tệ. Không phải mất là 2 triệu đô la, cũng không phải mất là 20 triệu đô la mà mất tới 200 tỷ đô la. Một con số mà không ai có thể ngờ. Và nếu mà chúng ta nhìn thấy với những cái kỷ lục mà chị mới vừa nêu ra là năm 2000 thì cái người bị mất tài sản nhiều nhất trong một năm chỉ ở mức là 58 tỷ thôi. 58 tỷ so với 200 tỷ là một cái sự chênh lệch rất là lớn. Nhưng mà Forbes cũng cho biết là tỷ phú Elon Musk không phải là người duy nhất đã có một cái số tài sản bị mất ở mức cao như vậy. Đồng cảnh ngộ với tỷ phú Elon Musk còn có rất nhiều những tỷ phú khác. Chúng tôi chỉ đơn cử 3 người mà có lẽ rất là nổi tiếng. Không ai trên thế giới mà không biết đến 3 người tỷ phú này. Đó là tỷ phú Jeff Bezos, là người đã từng đứng ở vị trí giàu hàng thứ nhì. Thì trong năm 2022 vừa qua, ông cũng đã bị mất 84 tỷ đô la. Trong khi ông Mark Zuckerberg là một trong những người
đã cũng được cho là mất tài sản nhiều nhất trong năm 2022 với con số lên đến gần 81 tỷ đô la. Nhân vật thứ ba đó là tỷ phú Bill Gates đã mất khoảng gần 28 tỷ đô la. Đó là những số tiền bị mất đi bởi vì thị trường chứng khoán trong năm 2022 đã liên tục bị lao dốc, mà thống kê cho thấy trung bình là đã mất đi khoảng 5% trong suốt năm. Và các tỷ phú, tài sản của họ gia tăng nhanh hay chậm hoặc là lao dốc nhanh hay chậm cũng đều căn cứ vào sự lên giá của thị trường chứng khoán. Vâng, và tại Philippines thì lạm phát tiếp tục tăng ở mức cao. Nhưng một điều vô cùng ngạc nhiên là lạm phát đã khiến cho giá cả hành tím đắt gấp 3 lần so với thịt gà. Đây là chuyện chưa từng xảy ra tại đất nước này từ trước đến nay. Cụ thể thì hành tím tại Philippines được bán với giá là 650 peso, tương đương với 18 Úc kim 1 ký. Trong khi hành tây thì có giá 600 peso và giá này cao gấp 3 lần thịt gà và đắt hơn 25% so với thịt bò. Hành là nguyên liệu chủ yếu trong ẩm thực Philippines, vì thế mà sản phẩm này tăng giá là đòn giáng mạnh lên người tiêu dùng trong những ngày dịp nghỉ lễ cuối năm. Bộ Nông nghiệp Philippines đang lên kế hoạch nhập khẩu 22.000 tấn hành để tăng nguồn cung nội địa, khi mà giá nguyên liệu này đang kéo lạm phát lên mức cao nhất trong 14 năm. 18 đô la cho một ký hành tím, mức giá này cao hơn cả tại Úc Châu. Trong khi tại nước Úc thì hành tím cũng là một trong những cái loại thực phẩm nó đã có giá mắc từ trước đến nay rồi, nhưng mà chúng ta hình như là cũng không có thấy cái mức giá cao đến như vậy đó, khoảng trung bình là 10 đô hoặc 12 đô la cho một ký mà thôi. Và tất nhiên là thu nhập tại nước Úc cao hơn rất nhiều so với thu nhập tại Philippines. Vì vậy mà với cái mức giá 18 đô la cho một ký hành tím ở Philippines là một thông tin mà cư dân nào ở Philippines cũng bị sốc, và càng bị sốc hơn nữa khi mà hành tím hiện nay lại đắt hơn cả so với thịt heo, thịt gà và thịt bò tại đất nước này. Và đó cũng là tình trạng mà tất cả các chuyên gia cho rằng nông nghiệp trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề, là bởi vì vấn đề thiếu hụt về phân bón làm cho sản lượng bị thu hẹp lại. Và việc phân bón thiếu hụt là do bởi cuộc chiến tại Ukraine, trong khi cuộc chiến này vẫn chưa có thời điểm gọi là có thể kết thúc. Và đó là những cái chuỗi sự kiện sẽ có thể liên tục diễn ra trong những tháng sắp tới. Vâng, thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc phần điểm báo thế giới của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị. Kiều Hoàng xin trân trọng kính chào.